Sát sanh ăn thịt ếch biến thành người ếch. Vợ chồng A Khâm, nhà của họ ở nông thôn, có trồng một vườn rau lớn. Mỗi sáng, hai vợ chồng họ thường hái một ít rau cải tươi ngon đem ra chợ bán. Vào trong chợ, vợ chồng A Khâm đem từng bó cải tươi ngon từ trên xe ba gác xuống, bày ra để trên sạp bán hàng. Ơi, mỗi ngày chúng ta đều phải dậy sớm, càng phải hái cải, bán cực khổ như vậy. Cuộc sống như vậy thì thật là quá vất vả rồi. Chúng mình đang làm việc chăm chỉ thì đừng nên phàn nàn. Ôi trời ơi, em nhìn kìa, rau cải của nhà này tươi ngon dễ sợ không? Rau cải của nhà này thật sự là không sai, tươi ngon vô cùng. Đương nhiên rồi, tất cả rau cải nhà chúng tôi đều tự tay chúng tôi hái từ sáng sớm hôm nay. Tốt quá, vậy tôi mua một ít mang về nhà nấu canh. Tôi cũng muốn mua một ít mang về ăn thử xem thế nào. Không bao lâu sau, có rất nhiều người đến quầy sạp rau cải của nhà A Khâm để mua cải. Hai vợ chồng A Khâm bận túi bụi không ngớt tay. Ôi, cuối cùng cũng bán xong. A Khâm, buôn bán đắt quá ha. Chúng tôi bán cải qua ngày, bán nhiều thì có lời bao nhiêu, thậm chí đem cả số cải này bán đi hết, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Phải không đó, rau cải bây giờ giá cả cũng lên cao lắm. Sao anh chị có thể nói là không kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Thật ra hiện tại chi phí trồng rau cải quá cao, giá phân bón, giá thuốc trừ sâu, còn các khoản chi phí khác càng ngày càng đắt đỏ, cho nên căn bản thì lợi nhuận không được bao nhiêu cả. Ôi, nếu chúng tôi bán số rau cải này mà không có vốn, vậy thì tốt quá rồi còn gì. Buôn bán như vậy mà ai chẳng muốn chứ. Nhưng thế gian này ở đâu cái loại buôn bán mà không có vốn chứ anh? Wow, rau cải của anh chị thật là tươi. Đương nhiên rồi, rau cải này tất cả đều là do chúng tôi tự trồng, tự hái vào buổi sáng sớm nay đó. Rau cải này tôi phải dùng thôi. Anh chị có thể mang đến nhà hàng của tôi có được không? Dạ được chứ anh, không thành vấn đề. Ông chủ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ mang đến ngay. Ôi trời, chuyện gì xảy ra vậy? Ông chủ, đây chỉ là con ếch thôi mà. Chắc là lúc chúng tôi đang hái rau, nó lén nhảy vào đó thôi. Đúng đó, bên cạnh vườn rau nhà chúng tôi chính là có một cái ao rất lớn. Trong cái ao đó có rất nhiều ếch. Chúng nó từng nhảy vào ruộng của chúng tôi. Nói cái gì? Bên cạnh vườn rau của nhà anh có một cái hồ rất lớn, trong đó có rất nhiều ếch sao? Dạ đúng vậy, không biết cái con ếch này nó đã lén nhảy vào cái đống rau nhà chúng tôi từ lúc nào nữa. Vậy anh chị có bán ếch không? Ông chủ, ông nói cái gì vậy? Anh chị có bán ếch không? Ếch nhiều như vậy, bao nhiêu tôi cũng mua hết, tôi mua cả bầy. Ông chủ, không phải ông nói đùa đó chứ? Tôi làm sao mà nói đùa được chứ? Hai người không biết vì sao, ếch xanh còn gọi là ếch ruộng mà cũng còn gọi là ếch sông nữa. Mùi vị của ếch xanh tươi ngon cũng không khác gì thịt gà. Món ăn của nhà hàng chúng tôi được ưa thích nhất cũng chính là món ếch ruộng rim. Chỉ là nguồn cung cấp không đủ mà thôi. Các anh chị ở đây có rất nhiều ếch như vậy, vì sao không bắt chúng nó đem bán cho tôi? Giá cả tuyệt đối cao hơn số rau cải mà anh chị đang bán. Thì ra là như vậy à. Ông chủ à, ông cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi bắt ếch mang đến nhà hàng cho ông bán. À không, anh nói cái gì vậy? Chẳng lẽ anh thật sự muốn đi bắt ếch mang đi bán sao? Đương nhiên rồi, chẳng phải chúng ta luôn muốn kinh doanh ít vốn liếng mà có nhiều tiền hay sao em? Bắt ếch mang đi bán thì không cần vốn liếng gì cả. À không à, trước kia chẳng phải anh từng nói với những con ếch đó chính là bạn của mình sao? Chính vì có bọn ếch đó, sâu bọ có hại trong vùng của chúng ta mới ít đi như vậy, tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều tiền thuốc trừ sâu. Những con ếch này không tốn chi phí mà giá lại rất cao. Có bọn nó rồi, chúng ta trồng rau cải làm gì nữa? Nè, ông chủ, ông cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ mang ếch đến nhà hàng của ông. Ha! Kể từ hôm đó, A Khâm liền đi đến bờ ao cạnh khu vườn để bắt ếch kiếm tiền. Bà xã của anh lúc đầu cũng không tán đồng việc A Khâm đang làm, nhưng từ khi nhìn thấy hàng đống tiền kiếm được từ việc bắt những chú ếch này thì cũng động lòng. Cứ như vậy, ngày ngày A Khâm cứ bắt ếch trong ao. Cái sọt tre phía sau lưng của anh đựng đầy hết các chú ếch. Ông xã, thế nào rồi? Ếch bắt được nhiều không anh? Em lại mang cho anh thêm mấy cái sọt tre nữa nè. Trước đây chẳng phải em không tán thành việc của anh bắt ếch hay sao? Ai thấy tiền mà không ham chứ anh. Thật không ngờ những con ếch này lại có thể bán được rất nhiều tiền như vậy. Mới nửa tháng đây thôi mà tiền của chúng ta đã kiếm được nhiều hơn so với thu nhập nửa năm của việc bán rau rồi. Không phải sao? Sau này chúng ta đừng trồng rau cải nữa em à. Cứ bắt ếch mà bán như vậy đi em hả? Mấy cái sọt tre này sẽ nhanh chóng đầy thôi. Bắt thêm một ít nữa anh sẽ mang đem đến nhà hàng. A Công đó, mấy ngày nay sao cậu ấy cứ mãi ở dưới cái ao bắt cái gì không biết nữa. Sao vậy? Ông còn chưa biết hả? A Khâm cậu ấy đang bắt ếch đem đi bán đó. Cái gì? Hai vợ chồng A Khâm bọn họ sao đột nhiên đi bắt ếch đem bán chứ? Nên biết người làm ruộng như chúng ta đều không nên làm tổn hại đến những con ếch đó. Bọn họ sao có thể làm như vậy được? Đừng nhắc nữa. Vì bắt ếch kiếm tiền nhanh như vậy nên hai người họ đem dùng rau cải của mình bỏ phế chẳng thèm ngó ngàng. Bọn họ sao có thể làm như vậy được chứ? Không được, tôi phải đi khuyên hai vợ chồng họ. Nè A Khâm, anh không đi bán cải mà đổi nghề sang bắt ếch đem bán rồi hả? Đúng vậy, sao thế? Chẳng lẽ ông cũng giống như cái bà lão học Phật gì đó trong thôn, cho rằng tôi đang tạo nghiệp sát sanh, nhất định sẽ gặp quả báo hả? Gặp quả báo hay không thì tôi không biết, nhưng anh đối đãi với những con ếch như vậy chẳng phải là quá đáng lắm hay sao? Ngay cả những đứa trẻ cũng đều biết ếch là bạn của nhà nông chúng ta. Có ếch thì sâu hại trong cây trồng sẽ ít đi. Sao anh có thể tùy tiện bắt những người bạn của chúng ta như vậy cơ chứ? Tôi đã không còn trồng rau cải nữa rồi, cho nên những chú ếch này không còn được xem là bạn của tôi nữa. Mà thôi được rồi, tôi còn bận đi giao hàng nên không thể trò chuyện được với anh nữa đâu ha. Đúng đó, bây giờ chúng ta có nói cái gì đi nữa thì anh ta cũng không nghe cho được đâu. Có lẽ thật sự giống như lời bà lão đó nói, chỉ khi quả báo giáng xuống thân của họ thì họ mới tỉnh ngộ. Hai vợ chồng của A Khâm ngoài việc bắt ếch đem đến nhà hàng bán ra, hai vợ chồng còn để lại một ít để nấu ăn ở nhà. A Khâm ở trong giường, một tay xách đùi sau của con ếch, một tay khác cầm kéo. Con ếch đó dùng cả hai chân trước ôm lấy đầu của nó lại mà không ngừng giãy giụa. Em xem cái thằng nhóc này, nó sợ anh cắt mất cái đầu của nó cứ ôm cái đầu của nó vậy nè. Nếu mà không phải ông chủ nhà hàng đó nó món thịt ếch rất là ngon thì chúng ta cũng đâu có biết đâu. Đúng đó, lúc mới bắt đầu anh nói nên thử xem. Em có đồng ý đâu. Ai biết sau này em ăn một lần rồi ghiền, ai ngờ em lại không bỏ được nó. Đúng là thịt ếch đồng có khác, mùi vị của nó thật sự giống như thịt gà. Nói xong, anh liền giết con ếch ngay trên tay. Trong nhà bếp, vợ của anh đang nấu những miếng thịt ếch. Sau khi nấu xong, cả hai vợ chồng A Khâm cùng nhau thưởng thức món thịt ếch này. Trời bắt đầu trở lạnh. Vào mùa đông không còn có ếch nữa. Hai vợ chồng A Khâm để mùa đông có thể ăn được thịt ếch, họ sớm đã cất giữ một lượng lớn thịt ếch trong tủ lạnh. Anh vẫn có dự định ăn thịt ếch. Ăn quen rồi, nếu mà mùa đông không có thì thật là không thể chịu được nổi đó em à. Thiệt luôn đó. Chỉ là mùa đông không có ếch, chúng ta cũng không có thu nhập luôn. Vào mùa hè bắt ếch kiếm không ít tiền rồi, thì đến mùa đông chúng ta phải hưởng thụ đi chứ. Đợi đến mùa xuân năm sau, những con ếch lại xuất hiện, chúng ta lại bắt đi bán, kiếm tiền nữa thôi. Chắc chắn là phải như vậy thôi. Tuy nhiên, đợi đến năm sau thời tiết chuyển sang ấm áp, khi những con ếch xuất hiện, thì ông chủ nhà hàng đó mấy tháng trước đã bị đột tử. Anh nói cái gì? Ông chủ nhà hàng mấy tháng trước đã chết rồi sao? Đúng vậy, nhà hàng đã ngừng hoạt động kinh doanh mấy tháng nay rồi. Bây giờ chỉ còn một mình tôi ở lại trông coi nhà hàng. Sao lại như vậy được chứ? Nhà hàng này không còn mở cửa nữa rồi. Vậy thì số ếch chúng ta bắt được sẽ bán cho ai đây chứ anh? Hả? Sao chứ? Hai vợ chồng anh là người mang ếch đến đó sao? Đúng vậy, bắt đầu từ năm ngoái, ông chủ đã thu mua ếch của chúng tôi bắt được. Tôi khuyên hai vợ chồng anh đem những con ếch này về phóng sanh đi. Mang về phóng sanh? Tại sao chứ? Tính ra số ếch này không bán được, cũng không thể thả nó ra được. Chúng tôi có thể tự mình ăn cũng được mà. Đúng vậy, chúng tôi cực khổ lắm mới bắt được những chú ếch này. Sao có thể thả là thả được chứ? Hai người có biết ông chủ nhà hàng khi chết hình dáng như nào không? Nghe nói trước khi ông ta chết, đôi tay của ông ta ôm đầu không ngừng giãy giụa, cũng giống như hình dáng của con ếch khi bị giết vậy đó. Hả? Hai tay ông ôm đầu? Trời ơi, sao lại như vậy được chứ? Hai tay ôm đầu? lại không nói rõ ràng là việc gì, chẳng qua là sự trùng hợp thôi. Tôi nghĩ việc này không phải là trùng hợp đâu, mà là báo ứng. Nghe nói một thời gian trước khi ông chủ phát bệnh thường thấy ác mộng, mộng thấy rất nhiều con ếch đến đòi mạng ông ta, cho nên chúng tôi đều nói ông ấy đột ngột đột tử. Đó là tại vì năm nay nhà hàng giết ếch quá nhiều mà gặp báo ứng đó. Ông ta nằm mộng thấy cái gì, anh làm sao có thể biết được chứ? Tôi không tin cái gì gọi là báo ứng. Thì ra ông chủ của tôi cũng không tin nhân quả báo ứng, kết quả là biến thành như vậy đó. Tôi khuyên hai người nên cẩn thận một chút. Nếu thật sự đợi đến quả báo giáng xuống thân mình thì tất cả đã quá muộn màng. À không, hay là chúng ta mang những con ếch này đi phóng sanh đi. Sao vậy? Em thật sự tin những lời xảo trá của anh ta sao hả? Tôi không tin đâu. Nếu nhà hàng này đã đóng cửa, chúng ta mang đến nhà hàng khác vậy. Anh tin rằng có nhà hàng khác vẫn cần đến những chú ếch này. Chấp mê bất ngộ, sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ tìm đến cửa nhà thôi. Hai vợ chồng A Khâm để có thể đổi lấy những con ếch này thành tiền, liền bắt đầu tìm đến những nhà hàng khác. Điều khiến cho họ không ngờ là nhà hàng cần rất nhiều ếch. Nhưng buôn bán ếch càng nhiều thì tội nghiệp trên thân họ lại càng thêm lớn hơn. Cuối cùng quả báo cũng đã giáng xuống thân hai vợ chồng A Khâm. Ôi trời ơi, đau quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong nhà A Khâm xảy ra chuyện gì vậy? Cứu tôi với, đau quá. Không xong rồi, chúng ta phải đi giúp họ thôi. A Khâm, anh mau tỉnh dậy đi. A Khâm làm sao vậy? Sao anh ta lại trở thành hình dáng như vậy chứ? Mấy ngày nay anh ấy luôn nằm mơ thấy ác mộng, buổi tối ngủ không có được, cho nên hôm nay tôi để anh ấy ở nhà ngủ một chút. Ai biết vừa mới ngủ dậy được một chút thì anh ấy trở thành hình dạng như vậy rồi. Tôi nghĩ chúng ta mau kêu xe cấp cứu để đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Đúng đó, mau đưa anh ta đến bệnh viện điều trị thì mới là cách tốt nhất. A Khâm được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán là bị bệnh tâm thần. Tất cả hành vi biểu hiện của anh giống như hình dáng của một con ếch. Tôi ở trong bệnh viện nhìn thấy A Khâm, hình dáng của anh ấy chẳng khác gì là một con ếch vậy. Ngồi ở đó không nói chuyện với ai hết, chỉ có hai cái gò má thổi phì phì. Chỉ cần có người đến gần thì anh ta lại ôm hai tay vào đầu không ngừng giãy giụa. Nghe nói lúc trước khi anh ta giết ếch, những con ếch đó cũng có hình dáng y như vậy. Xem ra A Khâm thật sự đã bị những oan hồn của ếch bám vào thân rồi. Ai mà biết được. Nhưng mà mọi người đều nói rằng do anh ta bắt ếch mà gặp quả báo. Báo ứng, đây thật sự là báo ứng. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đà Phật.